Israel là quốc gia đầu tiên trên thế giới có gần 2/3 dân số được tiêm phòng hoặc đã miễn dịch nhờ khỏi bệnh, nhưng vẫn đứng trước nguy cơ làn sóng dịch mới lan rộng toàn quốc. Tuần trước, có lúc số ca lây nhiễm mới đã tăng lên 2.260 ca một ngày và 153 bệnh nhân nặng phải nhập viện. Điều này đặt ra một loạt thách thức cho chính phủ liên quan đến việc sẽ xử lý và sống chung với dịch bệnh ra sao trong tình hình mới. Thứ nhất, chính phủ Israel đang đứng trước lựa chọn đầy khó khăn trong việc quyết định có tiêm vaccine mũi thứ 3 cho người dân hay không. Dù vaccine hiện nay vẫn tác dụng đối với loại biến thể virus, nhưng hiệu quả miễn dịch không còn cao như lúc mới tiêm. Hơn nữa, giới chuyên môn cũng chưa thực hiện được các thử nghiệm toàn diện về hiệu quả của liều vaccine thứ 3. Thứ hai, vẫn còn một tỷ lệ dân số chưa được tiêm phòng. Trên thực tế, 80% các ca nghiêm trọng tại Israel là những người chưa được tiêm vaccine. Vì vậy, thay vì mất công tìm hiểu xem mũi vaccine thứ 3 có hiệu quả hay không, chuyên gia y tế khuyến nghị chính phủ Israel có thể tập trung vào tiêm phòng cho hơn 700.000 người trưởng thành còn lại. Dù sao, hiệu quả của vaccine với các đối tượng này đã được chứng minh. Biến thể Delta đang lây lan một cách nhanh chóng trên khắp thế giới với tỷ lệ lây nhiễm lớn hơn nhiều so với hiểu biết của chúng ta. Nó có khả năng lây nhiễm cao hơn khoảng 50%. Và thật đáng buồn khi phải nói rằng Israel cũng đang chứng kiến các ca lây nhiễm đang tăng nhanh. Với 75% dân số đã được tiêm hoặc khỏi bệnh, 25% dân số còn lại là mảnh đất tốt cho biến thể Delta hoành hành. Ngoài ra, làn sóng dịch mới đe dọa Israel đúng thời điểm học sinh sắp quay lại trường học sau kỳ nghỉ hè. Từ nay đến thời điểm đó chỉ còn hơn 2 tuần, và với các trường Do Thái thì chỉ còn 1 tuần. Và hơn một nửa số học sinh trung học chưa được tiêm phòng thì trường học đang là mắt xích yếu nhất trong hệ thống phòng dịch của Israel. Hiện giữa Bộ Y tế và Bộ Giáo dục vẫn đang bất đồng về việc sẽ cho học sinh đi học trở lại như thế nào cho phù hợp. Đối tượng tiếp theo nên ưu tiên tiêm chủng là trẻ em và thanh thiếu niên. Chúng tôi chính thức kêu gọi tất cả thanh niên và trẻ em từ 12 tuổi trở lên đi tiêm chủng càng sớm càng tốt. Kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện, Israel đã áp dụng nhiều biện pháp khác nhau để chống dịch. Hiệu quả nhất theo đánh giá của nước này vẫn là giãn cách xã hội kèm với tăng tốc tiêm chủng.